nói rằng không thể có tình yêu vĩnh hằng, nhưng anh tự xấu lòng mình giống như chú quạ mơ ước thượng tiên chính hằng. Nhưng của anh không có trên trái đất vậy, anh hãy tìm đến với mặt trăng. Ở nơi đó anh chính là màn gió đứng tiếp bên em, thì anh sẽ là nắng nắng nắng. Làm cái nắng sớm mai kia để anh cảm thấy ấm áp. Mỗi buổi sáng khi anh thức dậy sẽ thấy em ở đây. Niềm hạnh phúc em đang dài là được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.